Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay về Mega Huyền Thoại. Thì cái video này mình nói về cái sự kiện của tháng 3 trong Mega Huyền Thoại. Thì Mega Huyền Thoại trang chủ đã có thông báo theo tiếp theo của tháng 3, cái sự kiện bao gồm có bảo trì. Thì thời gian bảo trì là tối nay 0 giờ 1 giờ, các bạn chú ý. Trong thời gian bảo trì các bạn không đăng nhập được game. Đấy. Rồi, ngoài ra thì có sự kiện rút thẻ thần thú là sự kiện Red bạn, Ray và Daisy. Hai con nàng lát nữa mình sẽ review cho các bạn xem ha. Máy chủ đẩy xu, tặng phiếu ưu đãi, đổi phiếu ưu đãi, gói phiếu ưu đãi, quét ải gơ phiếu ưu đãi, vòng quay may mắn và sự kiện cuối cùng là server 1.19 sẽ mở ra gói siêu giảm giá. Ray. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ nói một số cái sự kiện vòng quay may mắn bạn. Vòng quay may mắn thì nó ra cái mảnh các bạn trong nhất là mảnh dạng năng. Mảnh dạng năng ha các bạn. Quan trọng nhất vẫn là mảnh dạng năng. Đấy các bạn cứ nạp tiền là được tối đa 5.000 điểm. Cứ quay thôi, quay được cái gì thì nó cho cái đó. Mà lời khuyên của mình đó các bạn, đầu tiên các bạn rút một lần, sau đó các bạn bấm rút toàn bộ. Bạn cứ để gom đủ 5.000 điểm, gom tới cái mốc cuối cùng của các bạn nạp á, thì bấm một lần xong bấm 5 hơn thì cái tỷ lệ nó sẽ ra nhiều hơn. Theo theo mình thấy là vậy, chứ mình cũng không biết chính xác. Rồi cái sự tiền đẩy xu thì các bạn cứ bấm thôi. Nó sẽ bạn sẽ đấy tiêu hao 660 ra được vàng, nghĩa là cái sự kiện này là cho vàng các bạn thôi chứ không có vấn đề gì hết. Tùy theo VIP mà nó có cái số lần này khác nhau. Nè các bạn thấy không? VIP 1, VIP 6, VIP 10. Rồi, sự kiện lễ hội Caravan này, sự kiện này hình như mấy ngày rồi hả? Đâu rồi? Đây. Từ ngày 15 rồi. Đây cái gói siêu giảm giá. Con này các bạn hiện tại là nếu như bạn nào chơi để lát nữa mình nói luôn cái siêu siêu giảm giá thì nó giống như cái siêu giảm giá mấy trên này các bạn ha. Z với Garden ha. Cái siêu giảm giá hai này thì nó chỉ mở ra nó bán con này thôi chứ không có vấn đề gì khác, nó giống như mấy cái siêu giảm giá khác thôi. Nhưng mà con này thì hiện tại có Mirror Ray các bạn ha, có Mirror Ray đây. Hiện tại đã có rất nhiều người lên này, có những anh VIP ta 18 là lên này nên là ở server 1.19 sẽ là đây là một cơ hội để cho anh em vừa có chơi cái này lấy phôi để lên Mega Ray đấy. Đấy bạn ha, cái phôi lên Mega Ray ha. Rồi. Giờ mình sẽ nói tập trung vào cái red này. Cái red này á khi các bạn chơi red các bạn mà phải chú ý nè. Cứ mỗi một sự kiện bất kỳ các bạn trước khi chơi các bạn phải vô check cái hạn giờ, không phải cái hạn giờ này, hạn giờ này xem có cái sự kiện hoàn trả kim cương, hoàn trả tiêu kim cương các bạn, hoàn trả tiêu kim cương. Này là lễ hội rồi, tặng phiếu ưu đãi rồi. Đây như server này là không có hoàn trả tiêu kim cương ha các bạn ha. Đấy thì ở một số server mới nó sẽ có cái này các bạn. Server mới thì hình như là mình nhớ không lầm các bạn, một số server mới á thì nó có hoàn trả tiêu kim cương này các bạn. Đấy, trả tiêu kim cương này thì thường là khoảng 3 ngày sau khi 3 ngày sau khi mở server nó sẽ có cái hoàn trả tiêu kim cương này, các bạn sẽ nhận được mốc cuối là 40 kia tiêu 40 kim cương sẽ nhận được là cái mảnh dạng năng vàng. Đối với những anh em nào ở server, đối với những anh em nào server mới ngày thứ 8 đến ngày thứ 10 á, mình không nhớ rõ là chính xác ngày thứ mấy, là sẽ có thêm cái sự kiện tiêu kim cương được được mảnh dạng năng đỏ đỏ này nữa các bạn ha. Nên là mình nhắc tới cái sự kiện tiêu kim cương để làm gì khi các bạn trước khi chơi sự kiện. Sự kiện thì diễn ra thường là 3 ngày. Sự kiện vòng quay hay get hay build đều 3 ngày thì các bạn phải chú ý. Trước khi chơi các bạn check xem là có cái sự kiện này không, và các bạn cũng thay vì các bạn là chơi liền thì các bạn nên đợi một hoặc hai ngày sau tới ngày cuối cùng các bạn quay một lần luôn cũng được, cũng không gấp gì. Có trước hay có sau một hai ngày nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà chỉ cần các bạn chịch một chút các bạn mất cái sự kiện hoàn trả kim cương này các bạn lại tiếc. Bạn thấy rất là nhiều quà, rất là nhiều đồ trong cái sự kiện này, nên là những anh em bắt đầu chơi ở những server mới á, các bạn cần phải chú ý những cái sự kiện như thế này, chú ý những sự kiện như thế này ha, để tránh những cái sai, những cái hơi đáng tiếc. Rồi bây giờ mình tập trung lại cái sự kiện này. Thì sự kiện này mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn, những bạn nào mà chưa có chơi sự kiện này lần nào á thì sao, thì chưa có chơi sự kiện này lần nào thì các bạn phải chú ý nè. Quay là quay 7 lần hit 10,
mình sẽ quay thử cho các bạn xem, rồi sau đó mình sẽ test cho các bạn coi ở một cái ạc khác. Đây bạn ha, quay nè, quay chú ý là 7 lần x10. Đây mình nhắc lại ha, 7 lần x10. Sau đó các bạn bấm từng cái một cái khi nhận được tướng, mình sẽ quay luôn cho các bạn coi. Một lần ha bạn ha, một lần. Thì sự kiện này nó ra mảnh đỏ nè, mảnh vàng, rồi các nguyên liệu khác ha. Rồi ra ra cái gương này để chọn một trong hai con này nữa. Hai lần các bạn ha, hai lần. Hai lần. Ba lần ha. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Sáu lần. Bảy lần. Rồi lắc luôn. Ủa? Ủa? Mới 7 lần, chưa tới 7 lần mà ra chọn rồi. Ở này tỷ lệ nó hơi ảo lắm. Thường thì quay 7 lần rồi mới ra, này mới 6 lần mấy mà. Rồi. Chọn thôi, mình chọn một trong hai. À, chắc là mình hết kim cương rồi, chắc mình đếm hơi nhầm á, mình đếm nhầm chắc nãy là 7 lần nhưng mình bấm thêm lần cuối là lần 8 á. Thì đó, nhưng mình nhắc lại 7 lần x 10, sau đó bấm từng cái đến khi nào ra thôi các bạn ha. Rồi. Con này á, thì mình sẽ cho các bạn xem về nó, cái con ray này á, thì các bạn biết rồi, code là người ta tặng rồi. Khi nào nó lên mega nó càng mạnh, nhưng mà những cái con mà có cái lên mega này á, thì ở giai đoạn đầu nó sẽ hơi thiệt thòi hơn những cái con khác. Nhưng mà về sau á, khi các bạn càng nâng lên nó lên mega thì nó sẽ càng nâng về sau á, thì nó mới mạnh. Những con kiểu vậy. Thì con này thì ray thì các bạn chơi nhiều các bạn biết rồi, tặng code ha. Hai nữa là các bạn những cái sự kiện như thế này sẽ dạng giúp cho bạn lấy phôi để lên mega ray. Đấy. Ok. Các bạn thấy không, kỹ năng của nó là kỹ năng gây choáng tấn công bầu trời ha. Đấy, áp dụng với môn thủ thấp hơn 50 trong một thủ tấn công cũng bỏ qua miễn sát thương đặc biệt ha. Rồi con bé xinh xinh. Cái con này thì mình trong trong video mình có rất nhiều video về em này, tại vì mình đang có một ạc bên học viện Mega sở hữu con này 8 sao và bên Mega thần thoại bên thần thú đại chiến sở hữu 11 sao của bạn khác mình mượn ạc. Thì mình đã nói rất nhiều. Mình sẽ để link bên dưới để cho các bạn xem về kỹ năng skill của nó ha. Về nhưng mà về sự kiện này thì mình sẽ nói thế nào. Sự kiện này á thì nếu như bạn nào nạp ít nạp đang có đội hình cần thiếu một con support hỗ trợ thì Dancy này là một những con support hỗ trợ tốt, nhưng mà nó hỗ trợ thực sự tốt. Khi mà nó lên 8 sao bạn thì nó sẽ có bức tường, mình sẽ test cho các bạn xem là nó có bức tường như thế nào. Đây các bạn, mình sẽ test cho các bạn xem ha. Đây đây là 8 sao của Dancy ha. Mới vô trận đấu 8 sao Dancy nó sẽ có bức tường kiểu này bạn. Các bạn thấy không, nó có bức tường này. Khi nào địch tấn công á, đủ sát thương cao hơn bức tường đó, nó giống như là một lá chắn cho các bạn, thì cái bức tường này mất. Nhưng mà nó khi nào nó lên 8 sao bạn ha. Còn ở giai đoạn 4 sao, giai đoạn 4 sao thì nó cũng không có quá đặc biệt so với những con khác. Rồi đâu tiêu rồi. Kỹ năng ở giai đoạn 4 sao thì nó cũng rất là bình thường các bạn ha. Sao chép 3 debuff ngẫu nhiên của chúng ta sang kẻ địch có công vật lý cao nhất. Hiển
Thì mỗi hiệu ứng thì sao chép sẽ tự phục hồi bản thân, phục hồi bằng 30% phòng thủ đặc biệt đấy. Nó cũng chưa có bức tường, tại 8 sao nó mới có bức tường kim cương ha. Đầu trận mỗi lần tuổi thọ của bức tường ánh sáng là tổng 50%, 500% khả năng phòng thủ kép của Dancy đấy, kiểu vậy bạn. Con này phải lên 8 sao trở lên. Còn 10 hiệu ứng 11 sao thì mình cũng đã có video, lát nữa mình sẽ kèm cái link ở dưới, xin các bạn coi giùm mình ha. Thì ở cái sự kiện này, đối với những bạn nào mà chưa có con support tốt thì các bạn có thể lấy ha, lấy Dancy ha. Còn đối với những bạn nào mà nạp tương đối ít đỉnh cho các bạn hướng lên Mega Ray, tại vì đầu game người ta tặng một con này rồi nhưng mà người ta lại không có úp con này rất là khó nên nhiều bạn sẽ không úp. Nhưng mà sự kiện này nếu bạn nào tích được kim cương thì quá ngon, lên có thể lên được 18 sao, 10 sao, 11 sao. Thì con này khi mà lên càng về sau nó càng mạnh, tại vì nó là con hỗ trợ tốt trong team các bạn ha. Ơi quên, tấn công bậy các bạn, xin lỗi các bạn. Khi lên 11, lên 8 sao thì nó sẽ có bỏ qua tất cả các hiệu ứng lên mục tiêu đối phương khi bị tấn công, có nghĩa là khi một đối phương có thể là nghĩa là phòng thủ tăng giáp gì đó là nó bỏ qua hết các bạn, bỏ qua hết. Con này càng về sau càng mạnh ha các bạn ha. Và đặc biệt là lên Magay, đối với những bạn nào mà nạp tương đối ít đỉnh, ví dụ 10, 11, 12, 13 gì đó, thì đây là một cơ hội để các bạn lên Ray ha. Mình sẽ để link phân tích hai con video, con này thì các bạn chơi các bạn biết rồi ha, có kỹ năng skill như thế nào các bạn cũng biết rồi, tại vì nó là con tặng mà. Rồi còn con Daisy thì mình sẽ để link bên dưới để các bạn xem kỹ hơn ha các bạn ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video khác bạn ha. Các bạn nhớ chú ý, bạn nhớ chú ý vô cái hạn giờ này coi mình trong server mình có cái sự kiện hoàn trả tiêu kim cương hay không ha. Còn nếu không thì đợi tới cuối ngày cũng được, không nhất thiết bạn phải xài sớm ha. Như vậy sẽ giúp cho các bạn được rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ, nên mình trao đổi các bạn vậy. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.